Nào, sau khi học xong lý thuyết rồi thì thầy trò chúng ta bắt đầu vào nghe bài tập số 1 nhé. Nào, các em sẽ có bài số 1 có nội dung như thế này. Cho phương trình cốt bình x trừ cốt x cộng 1 bằng m, tìm tất cả các cái giá trị của m để cho phương trình này có nghiệm thực. Phương trình này được cái là chúng ta nhìn thấy hai cái đặc điểm rất rõ ràng. Cái thứ nhất là người ta đã cho em một ẩn lượng giác rồi, ẩn cốt bậc mấy, bậc 2. Cô lập được tham số m rồi. Những cái bài cô lập tham số m rồi có rất nhiều cách giải. Cách giải thứ nhất đó là đặt t giống như thầy có nói với em. Bài này chỉ cần nói là có nghiệm thực đúng không? Như vậy là t thuộc đoạn trừ 1, 1. Sau đó chúng ta sử dụng cái phương pháp cắt mắc min ấy. Bài này do người ta đã đưa về dạng fx bằng m được nên tí nữa các em chỉ cần nhớ là bài này muốn có nghiệm bình thường thôi ấy, thì bài này chỉ cần chặn được từ min đến max thôi. Min đến max của fx. Thực ra là f gì cũng được các em ạ. Em có thể bấm ngay từ max của fx đến min fx, hoặc là các em có thể cho đến max của ft cũng được. Tức là thực ra max fx hay max ft sau khi làm xong thì nó đều là như nhau cả. F nào thì nó cũng thế, chỉ có hai cái ẩn khác nhau thôi, còn đều là y bằng cả đúng không, đều là hàm số bên ý bên trái, nó đều như nhau cả. Chúng ta phải để ý là f gì thì giá trị lớn nhất nhỏ nhất cũng không đổi, nhưng cái tập xác định có thể thay đổi đi. Thí dụ ban đầu thì là r, đây là tập xác định gọi là r, nhưng lúc sau thì cái mắc của cái t này này thì lúc này là t lại thuộc một cái đoạn nào đó rồi, có hiểu không? Thì chúng ta phải t thuộc một cái vùng mới ft rồi, có hiểu ý chỗ này của thầy không? Đó, cho nên nghe cho kỹ nhé, t nó thuộc một cái vùng mới rồi. Như vậy bài toán này nếu làm đơn giản nhất thì chúng ta cũng có thể lấy máy tính bấm luôn mắc min về bên trái. Thầy có dặn các em là khi mà chúng ta xét mà có nghiệm thực thì thông thường khi bấm máy tính các em chỉ cần cho từ 0 đến 2pi đúng không, vào table ấy, bấm từ 0 đến 2pi, step pi chia 12 là cũng có thể đoán được nhanh ra cái mắc min rồi. Còn ngoài ra bài này nhưng mà làm như thế thì trắc nghiệm thôi các em nhé, trắc nghiệm thôi. Còn nếu mà làm tự luận ấy, bình thường ấy, các em phải cẩn thận thì chúng ta vẫn phải đặt giúp thầy. Bài này chúng ta nhận ra đây là bậc 2. Xin mời các em đặt T là cốt X là xong. Các em ghi. Nào ta ghi. Đặt T là cốt X. Bài này người ta cho X thuộc R, nên em dễ dàng suy ra được điều kiện của T bài này là T thuộc đoạn trừ 1 đến 1. Ok, chắc chắn rồi nhé. Xong, lúc này thì phương trình đầu bài của em trở thành gì? Ta ghi, lúc này phương trình đầu bài 2 chấm trở thành T bình phương trừ T cộng 1 bằng gì nhỉ? Bằng M. Được chưa? Đây, phương trình có dạng như thế này. Theo yêu cầu bài toán đặt ra, muốn phương trình Fx bằng M có nghiệm thực thì phương trình Ft bằng M sẽ phải có nghiệm thực thuộc đoạn trừ 1, 1 đúng không? Thì bây giờ ta đặt ra nhé, bây giờ các em phải đặt ra đấy thì mới đúng được. Thì chúng ta sẽ trình bày như sau. Nào các em sang đây. Về mặt cách trình bày là các em phải đặt ra. Nào, phương trình thì được đưa về cái dạng này rồi. Thế bây giờ ta phải đặt nhé. Đặt ft là t bình phương trừ t cộng 1 chấm phẩy. Và lúc đó t thuộc đoạn trừ 1, 1. Phải đặt rõ cái biểu thức bên trái đang cần xét ra các em nhé. Thì chúng ta sẽ đặt t giúp thầy ra. Đấy, t bình phương trừ t cộng 1, đặt rõ ft ra. Và t thuộc điều kiện gì, đấy là phải viết lại cho nó chắc ăn. Đấy là cách trình bày đấy. Được chưa? Thế thì lúc này yêu cầu bài toán của chúng ta sẽ trở thành, lúc này ta ghi. Lập tức lúc này thì yêu cầu bài toán của các em, yêu cầu bài toán đây này, đó là để phương trình có nghiệm thực. Được chưa? Yêu cầu bài toán để phương trình đầu bài, phương trình đầu bài em có thể đánh số vào cho nó rõ. Phương trình đầu bài có nghiệm x thực thì khi và chỉ khi, chính là phương trình này. Phương trình này ta đặt là phương trình gì nhỉ? Ft bằng m đúng không? Phương trình ft bằng m là phải có nghiệm t thuộc đoạn trừ 1, 1. Em xem hợp lý không? Lúc này phương trình ft bằng m là phải có nghiệm t thuộc đoạn trừ 1, 1. Cái này các em nhớ cho thầy nhé. Thế thì bây giờ ta xuống nhận xét về cái đồ thị hàm parabol này thôi. Ta ghi xuống dòng nhận xét. Rồi vẽ cái hàm số y bằng ft. Y bằng ft thì có đồ thị là một cái gì đấy? Là một parabol.
A của chúng ta, hệ số A, em nhớ cái FT của mình không? Đây, T bình phương trừ T cộng 1 này. Thì A bằng 1 dương thì có bề lõm quay lên trên nhé. Có đồ thị là một parabol. Phải tìm được hai thông số, đó là có đỉnh. Đỉnh parabol là đỉnh Y. Đỉnh Y thì gọi là XY nào đó nhé. Các em có tìm được XY không? Nếu mai kia tìm nhanh rồi thì thôi. Các em biết là tìm đỉnh parabol thì chúng ta sẽ có trừ B chia 2A. Như vậy là trừ trừ cái này là 1 phần 2. Các em có 1 phần 2 rồi, các em thay lập tức vào đây, em lấy máy tính em thay giúp thầy nhé. Thì chúng ta sẽ có 1 phần 2 và 3 phần 4. Có hiểu ý của thầy không? Không cần phải trừ delta trên 4A đâu, đo đầu. Lấy 1 phần 2 để thay vào đây là xong. Thì từ đây chúng ta đã có đỉnh Y rồi này. Đúng không? Có đỉnh Y rồi. Có đỉnh Y rồi, xong. 1 phần 2, 3 phần 4. Mai sau các cái này nhẩm nhé. Không ghi lại nữa, nhớ đấy. Và có một đặc điểm nữa. Và parabol này còn có cái bề lõm quay lên trên, hướng lên trên cũng được, hoặc là quay lên trên. Do là hệ số A của bài này bằng 1 là dương. A bằng 1, A bằng hệ số của T bình là dương. Các em đã rõ ràng cái này rồi đúng không? Bây giờ chúng ta chỉ việc kẻ bảng biến thiên thôi, không nhất thiết phải vẽ đồ thị bảng biến thiên. Là xong. Bảng biến thiên chúng ta chỉ cần hai dòng thôi là đủ. T, đây là FT. T bài này đáng nhẽ là xét từ trừ vô cùng cộng vô cùng đúng không? Nhưng mà bài này thầy lại dặn dò luôn này. Bài nào mà x cơ thì bài này x nó chạy từ trừ x thuộc x là số thực ấy thì mới xét từ trừ vô cùng cộng vô cùng. Còn nếu như ấy, một cái bài toán mà chúng ta lại có cái điều kiện của T rồi thì thầy cho phép là em gạch bỏ những cái miền nào đó mà nó không xác định đi. Các em chỉ tính cho thầy là trừ 1 đến 1 thôi. Thì coi như là em lấy luôn cho thầy trừ 1 đến 1 ở hai đầu luôn. Thế chúng ta chỉ xét trừ 1 đến 1 thôi mà. Đúng không? Thế thì đỉnh parabol nằm chỗ nào? Đỉnh parabol lại nằm ở vị trí 1 phần 2. Phần 2 đây. Thế thì đỉnh parabol ở đây, ta phải để ý trong trường hợp này đỉnh vẫn còn tồn tại nhé. Và đỉnh parabol thì có bề lõm hướng lên trên, như vậy là nó phải vẽ như thế này. Em hiểu thế nào là bề lõm hướng lên trên chưa? Đúng không? Nghịch biến rồi đồng biến, ok. Ngược lại cho các cái khác. Cái này là 3 phần 4, thế thôi. Các em thay giúp thầy, cái này thì xong rồi. Đỉnh là xong, bây giờ thay cộng trừ 1 vào cái chỗ FT ấy. Chỗ FT tự thay nhé. Chúng ta sẽ thay một cái, chúng ta thay vào một cái là 3, một cái là 1. Một cái là 3, cái là 1. Cái này là 3. Còn cái này là 1. Nhớ chưa? Thay âm 1 và tự thay nhé. 1, cậu đúng rồi, 3, một cái là 1. Hiểu chưa? Còn cái này thì nó là 3 phần 4. Đấy. Thế thì em có thể tưởng tượng trong đầu rằng nó là cái dạng của cái parabol này, nó là một cái parabol, nó là một cái nhánh kiểu như thế này. Hiểu chưa? Thế thì điểm cao nhất trong trường này em đọc được mắc chưa? Mắc là 3 là cao nhất. Min thấp nhất là bao nhiêu? Min thấp nhất là 3 phần 4. Đấy, đọc được mắc min là cái quan trọng nhất trong bài toán này này. Hai cái này này. Đây là mắc này. Đây là min này. Hiểu chưa? Đấy, hiểu như thế. Thì bây giờ cái đường thẳng y bằng m thầy có dặn với em ấy, muốn có nghiệm được cái đường thẳng y bằng m phải di động nằm giữa từ min đến max. Theo lý thuyết bài trước vẫn cứ học nằm ở giữa. Bài này là một cái minh chứng nữa để chứng minh hàng ngày chúng ta học cái kẹp giữa min max là cái hợp lý đấy. Để đây ta ghi. Đến đây ta có thể ghi được rồi. Từ cái bảng này, à chỗ này nhận xét thêm. Max FT xét trên đoạn T thuộc trừ 1, 1. Cẩn thận ta ghi thêm cái này thì là bằng 3. Nếu bạn nào chưa đọc được, min FT trên đoạn T thuộc trừ 1, 1 là bằng 3 phần 4. Cái này đọc được rồi, ai hiểu. Ta thấy. Được chưa? Chỗ này phải có một nhận xét, đó là ta chắc chắn có hoặc là ta thấy số nghiệm của phương trình. Phương trình gì? Phương trình FT bằng M. Thì chính là bằng gì ấy nhỉ? Sẽ phải bằng, được chưa? Phải bằng số giao điểm của hai đồ thị Y bằng FT và Y bằng M.
Đây là thầy lý luận thêm thôi để mấy cái giải thích, các em cũng không nhất thiết phải ghi những cái này vào đâu. Cái này về sau đến lớp 12 người ta mới ghi cẩn thận cái câu này. Nếu chúng ta lý luận và giải thích được như vậy thì là khá tốt. Nhắc lại, phương trình này có bao nhiêu điểm? Phương trình này có bao nhiêu nghiệm? Thì hai cái bác đồ thị này sẽ có bấy nhiêu giao điểm? Đúng không? Số nghiệm phương trình chính là bằng số giao điểm của hai đồ thị Y bằng FT, Y bằng M. Thế bây giờ muốn để phương trình có nghiệm, vậy ta có thể ghi rất nhanh. Vậy từ bảng biến thiên ta thấy đây là nhận xét xong rồi này, đây là những cái ý mà quan trọng nhất này. Và bây giờ chúng ta chỉ cần nói vậy phương trình này có nghiệm khi nào nào. Vậy từ bảng biến thiên phương trình có nghiệm chỉ cần ở giữa thôi là xong. Vậy từ bảng biến thiên ta thấy phương trình có nghiệm khi và chỉ khi theo đúng lý thuyết thì là min FT bé hơn hoặc bằng M bé hơn bằng max FT xét trên đoạn trừ 1, 1. Chỗ này ghi ngắn gọn thế này thôi. Và M sẽ phải nằm giữa chắc chắn từ 3 phần 4 cho đến 3. Xong. Như vậy, các cái bước trình bày về mặt tự luận thì em đôi khi em sẽ phải lý luận một tí. Tại sao bạn biết được điều này? Để chúng ta nhìn dòng đọc sang đồ thị nhé. Thì có nghĩa là nó kiểu như thế này. Các em có hiểu ý của thầy không? Đây, đi bằng M này. Còn cái đường cong này thì đây chính là parabol. Đấy, nghe rõ rồi đúng không? Đấy, nhìn lại hình vẽ đi. Cái hiểu ý của thầy không? Đó, kiểu như thế. Mai kia, nếu mà làm trắc nghiệm, ta chú ý. Khi làm trắc nghiệm thì chúng ta sang đây, thầy bảo lại nhé. Trắc nghiệm thì chỉ cần tìm nhanh cái này thôi. Đây, nhìn sang đây nhá. Nếu mà trắc nghiệm thì ta ghi cái này vào thôi. Ta tìm một trong hai cái này. Một là ta tìm luôn max min của Fx xét trên R. Hoặc ta tìm luôn max min của Ft với T thuộc đoạn trừ 1, 1. À đấy, hai cái này là tương đương với nhau. Ok. Mà cái chỗ này, thôi để lấy máy tính bấm nó ra. Đấy là trong trường hợp nếu như đề thi người ta cho đáp án. Như vậy chúng ta có 3 phần 4 đến 3 đúng không? Đáp án đâu nhỉ? Đây, đáp án 3 phần 4 đến 3 đó là đáp án là B. Được chưa? Vậy ta ghi lại cho thầy chỗ này nhé. Nào, chú ý ra đây. Chú ý là chúng ta hoàn toàn, nếu như đối với dạng mà do bài này là do đã cô lập được tham số M, ta ghi nhé. Do bài toán này thì chúng ta đã cô lập được M rồi, nên chúng ta hoàn toàn có thể bấm được máy tính tìm max min nhé. Cái việc bấm máy tính tìm max min thầy không cần phải dạy lại nữa, nhớ chưa? Tự xem lại cái bài mà liên quan đến việc tìm giá trị lớn nhất nhỏ nhất. Cái bài này nó quá quen rồi, nhất là không cần quan tâm là về bên trái nó có một ẩn hay không, lấy máy tính bấm là xong thì chúng ta cũng sẽ ra được kết quả, được chưa? Khi bấm fx em phải nhớ cho từ 0 đến 2 pi. Step em có thể lấy pi chia 12 hoặc là pi chia 20, pi chia gì gì vân vân. Còn nếu em làm theo kiểu T thì em sẽ cho trừ 1, 1. Step em lấy 0,1. Thầy cho em tùy chọn một trong hai cái này. Em học thuộc cho thầy là xong. Một trong hai cái này, em học thuộc nhé. Bài toán kết thúc, thế thôi. Như vậy là chúng ta đã hoàn thành xong bài tập số 1 ở đây. Về sau các bài toán khác trở đi thì thầy sẽ cố gắng trình bày ngắn gọn đơn giản hơn. Được chưa nào? Nhưng mà phải là như thế này thì thực sự mới là đủ ý các em nhé. Nhớ chưa? Còn làm trắc nghiệm thì thực ra thì chúng ta có phương pháp rồi. Thành công bài tập số 1 ở đây.